sao nha. Anh ta cố gắng chỗ này hay là được á, không sao lắm. Thằng xin nó thôi được không? Để em à.
Lì trang luôn á. Chị đó, đừng có động ngay, đừng có chọc nghe. Chị đang quay vụ cái thằng dở nè, chị chửi đó. Đó, mà tập trung. Ai mở rước mở nãy chờ luôn đúng không? Tắt được nhưng mà để nội dung bình thường không có vô lại bị bản quyền liền. Lành mắt gân lành mới có gì đó cục lót đó lót lót mấy khô rồi khô rồi nhưng mình còn tham khô đó chứ hướng lại bị lại bài đặt lu mê luôn thiệt đấy chứ điên thiệt mình đây cũng phải lo chứ thôi đùng mẹ thiệt á thằng chưa lo xong cái gì mấy hạt mấy hạt trong tủ lạnh kìa còn mới hạt đó hà không biết luôn á hạt đó không thấy hạt đó không biết của ai để nó là quét gì mà cái mấy vô bỏ mà sự đua bỏ vô ăn thấy khổ vậy thôi cái ly á cái ly mà nó vẫn căng làm gì trời. Dạ em cần đó. Cái thể trạng gì có lấy giảm khó lắm được đâu. Như lúc cần. Dỗ mấy cân rồi. Dạ em bình thường mà. Chị chuẩn bị. Mà chị có lấy cao hả? Mốt. Chuẩn lấy. Nhầm người, con lấy với cái lấy là khác. À cái chị lấy à chị lấy khó giảm cân lắm. À đúng rồi, cái điều tiết giảm giảm cao to mà không biết bổ có to có cao không ta hay là bổ nhỏ nhỏ, nhỏ con đứng mất cười lắm cân cân đó hả cân cân chị lấy đó ờ rất là được nó bổ mà nhỏ con đứng mất cười măng cút rồi lấy cô hơn không nếu mà như thế thì được lấy không phải không được măng cút không được măng cút cô ăn con mỗi cười lắm mỗi là hơi đa xí những đã làm cái một cái ra hết đèn luôn gần xong rồi ăn xíu nữa thôi nghe đã ăn
quéo quéo nè. Xịu lên xịu xuống rồi. Sắp đẹp rồi. Ta, được rồi. Ủa, bên cây mày thoa nữa.